Đến bây giờ mình cảm thấy mình rất khó chịu ở hai cái bên khóe mắt này. Chuyện bảo hành sau 2 năm và kinh nghiệm thẩm mỹ cho chị em sống ở nước ngoài. Mình làm cách đây là 2 năm thì mình nói thật là mình không ở đây. Yeah. Mình ở bên nước ngoài. Yeah. Thì cái đợt đấy mình làm ở bên thì người ta nói mình là khi nào mình về, nếu mình đi 1 năm, 2 năm mà mình về thì mình đến đấy, người ta sẽ xem báo sẽ hành bảo mình. Hành cho mình. Yeah. Hôm qua với mình vừa mới đến thì người ta lại nói rằng là không vấn đề gì cả, bình thường cứ về như vậy thôi, người ta không có nói giải đáp mà không có nói năng gì hết, coi như là kiểu không còn trách nhiệm gì nữa đâu. Khách hàng sau 2 năm quay lại Getty Angel sẽ như thế nào? Ở người nước ngoài được 2 năm, nhưng vì chị gửi hình về chị cũng biết là chị nói nhạ có lại dành cho chị thôi, chứ chị cũng không muốn cầm ren, hiểu không? Dạ. Chị lên nhà coi lại, chị nhà nói mắt chị hơi sập lại, nên vì về chị còn muốn làm một lắm mà nhà nói thôi thì chị được rồi, nhưng vì không có làm cho chị còn muốn nó giống việc làm lại cho đẹp, nhưng mà nó được rồi thôi. Dạ. Chị còn cảm ơn nha. Vậy đó, cảm ơn bác sĩ về làm lại cho chị cho ăn lại.